Hello, xin chào quý vị. Lý Hương TV xin kính chào quý vị. Cả nhà ơi, Sài Gòn hôm nay mưa tầm tã luôn. Lý Hương đang có mặt tại đường Ngô Gia Tự thuộc quận 10 ha. Đây là một con đường mà có rất là nhiều những cái hàng mà về nội thất á. Hôm nay thì Lý Hương đi mua một cái kệ để giày. Tại vì giày giờ nhiều rồi. Xe Hồng Hợp Tự cả nhà. Quay ông chủ luôn nha. Quay chơi đó à. Đẹp trai quá quay. Đây ông chủ đẹp trai bán cái tủ cũng rẻ lắm. Có cái lẽ là 1.6 triệu nhưng mà giảm được 150.000 thành 1.450.000 nha cả nhà, mà ai muốn mua đồ gỗ thì ra đây ủng hộ ông chủ. Mừng quá rồi. Mưa bây giờ thì Lý Hương đợi tạnh mưa rồi đi về đường một cái tủ giày ha quý vị. Tủ giày nhỏ thôi, cái nhà nhỏ quá nên là cái tủ này nó có khoảng 600 bề ngang thôi, 600 mm á, khoảng 6 tấc. Rồi nó có khoảng 1, 2, 3, 4, 5 ngăn. Nó có lỗ thông hơi với lại là cái gì nhỉ? Bề sâu của nó là khoảng 3 tấc rưỡi thôi. Thì nó khá là hợp với lại cái phòng nhỏ nhỏ của Lý Hương. Giờ đợi tạnh mưa đi về cả nhà ơi. Đi mua đồ mà gặp mưa như thế này thì là hình như là đại cát đấy. May mắn đấy. Mưa thì mọi người vẫn phải đi ra đường ha, cũng phải mặc áo mưa. Có một cái ông cụ, ông đang chở một cái xe có nhiều xốp quá trời luôn nè. Nhà thấy không, những cụ già Sài Gòn. Trời mưa phải vẫn phải đi ra đường ha, chạy xe đạp. Đây cả nhà, cái tủ nè. Cái tủ này thì ông chủ ông nói là gỗ với lại là dán ép kết hợp với nhau ha. Cánh với lại khung là bằng gỗ. Còn cái chỗ mà để á, cái này là cái tủ trưng bày thôi. Cái chỗ mà để ở trong á là bằng ván ép. Giá chính thức của nó là 1.6 triệu mà Lý Hương dễ thương quá nên được bớt 150.000. Còn có 1.450.000 thôi nha quý vị. Để quay cho cả nhà cái địa chỉ của quán ha. Nói chung là trên đường Ngô Gia Tự này có rất là nhiều những cái cửa hàng mà bán gỗ. Mà Lý Hương mua nhanh gọn lẹ lắm. Đi vô phát thấy ok là mua thôi. Ngày xưa là mình làm về gỗ mà. Đó. Chiếc xe đạp của Lý Hương ha. Còn đây là nội thất nè. Hoàng Anh Gia Lai luôn. Wow, chuyên kinh doanh các mặt hàng về gỗ cao cấp. Nằm ở số là 316 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10. Trời đang mưa. Đây những con hẻm nhỏ của Sài Gòn rồi quý vị. Đây là hẻm 312 đường Ngô Gia Tự ha.
ở Sài Gòn thì thường mọc san sát với nhau ha. Theo như mà Lý Hương nhìn thấy cái cây, những cái cây trên đoạn đường này thì cũng đủ để biết là con đường này đã có lịch sử rất là lâu đời rồi, cộng thêm một số những căn nhà ha. Bây giờ thì cũng một số những cái căn nhà được sửa, nhưng mà ở đâu đó thì vẫn thấy được có rất là nhiều những cái căn, như là ở bên đây này, đối diện là cả nhà thấy không, có một căn giống như cái chùa vậy, có ba cái chữ Tàu ở phía bên đây nhưng mà Lý Hương không đọc được, có hai cái lồng đèn treo trước thôi. Mưa nhưng mà đường cũng rất là đông thôi quý vị. Ở ngay đây là đường Hòa Hảo cắt với lại đường Ngô Gia Tự đấy. Bây giờ thì Lý Hương đang đứng rất là chính diện với lại một cái ngôi nhà này. Cả nhà ai mà biết được cái lịch sử hình thành của cái ngôi nhà, ngôi miếu này. Ngôi miếu này nếu như mà nói về miếu thì nó cũng khá đặc biệt ha. Nằm chen lẫn trong nhà dân. Để Lý Hương đi qua đường quay cận cảnh cho cả nhà xem nhé. Rồi nếu như mà cả nhà thích đó, thì phải là comment nhiệt linh cho Lý Hương luôn nha cái ngôi miếu này. Như là ở chữ giữa của nó là chữ Sơn đó, Sơn gì đấy. Wow, hai cái lồng đèn cũng rất là lâu đời rồi cả nhà. Nhà này thì ở số là 285 ha. 285 Ngô Gia Tự. Chùa hay miếu gì đây. Ở phía giữa thì có hai cái cột. Ở hai bên thì có hai cây cột và có những cái dòng chữ, Lý Hương sẽ quay lại cho cả nhà ha. Đây là bên phải. Lý Hương sẽ quay thật chậm. Ai biết, cả nhà nào ai biết thì có thể là đọc lại cái dòng chữ ở cột này cho mọi người nha. Lý Hương sẽ tham vấn chị Lý Hiền. Chị ấy rất là giỏi về tiếng Hoa. Lý Hương chả nhìn chả biết. Còn bên đây là bên tay trái khi mà mình nhìn vô. Mọi người đang đứng chờ xe buýt đây quý vị. Đây là cái mà ký hiệu nè, cái khu vực mà xe buýt nó đứng đợi nè, nó đứng đậu để đón khách đó. Và mọi người đang chờ ha, nắng lên rồi. Bên kia là cửa hàng mà Lý Hương mua cái kệ giày đấy, Hoàng Anh Gia Lai Furniture ha. Trời ơi, bây giờ trời Sài Gòn nắng lên rồi, cả nhà thấy không? Thoát mưa, thoát nắng. Và đấy là ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay của Lý Hương tại Sài Gòn. Và rất vui khi bà chia sẻ cho cả nhà.
Nếu như mà thích video của Lý Hương về những trải nghiệm của Lý Hương khi sống ở Sài Gòn thì có thể là đăng ký kênh của Lý Hương nha quý vị. Like nữa, share cho video, share video cho Lý Hương. Đối với những ai mà thích xem những cái đời sống thường ngày ở Sài Gòn, và Lý Hương rất là vui khi làm điều này một cách đam mê nhất, phù hợp nhất đối với mình. Rồi bây giờ thì Lý Hương sẽ end video đây. Chào tạm biệt cả nhà nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.